Thì hôm nay tôi giảng cho quý vị cái đề là an cư kiết hạ. Bởi vì cái thời của Đức Phật cách đây là 2.000 mấy trăm năm, cái đường giao thông chưa có. Cho nên mọi cái phương tiện đi lại hoàn toàn đi bằng chân không, đi bộ không. Cho nên vào cái mùa mưa, Ấn Độ thì có 3 mùa, Việt Nam mình có 4 mùa, Ấn Độ thì có 3 mùa. Mùa xuân 4 tháng, mùa hè, mùa hạ đó 4 tháng, và mùa đông 4 tháng. Mà cái mùa hạ là cái mùa mưa, cho nên cái sự đi lại sinh hoạt của người dân hạn chế. Cho nên các tôn giáo, tu sĩ của các tôn giáo vào cái mùa mưa đó, họ tìm cái chỗ an cư, tức là ở yên một chỗ, không có đi hành đạo. Nào, mà cái thời của Đức Phật thì quý vị biết Ấn Độ là có hàng trăm cái tôn giáo. Việt Nam mình hiện nay có 12 tôn giáo. 7 cái tôn giáo ngoại nhập. Phật giáo mình là ngoại nhập. 5 cái tôn giáo nội địa. Ví dụ như Hòa Hảo, Cao Đài, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Cao Đài, đó là cái tôn giáo nội địa. 7 cái tôn giáo ngoại nhập. Ở thời của Đức Phật thì Ấn Độ nó có hàng trăm cái tôn giáo. Mà đến cái mùa mưa, mùa hạ là họ không đi hành đạo được. Cho nên tu sĩ các tôn giáo họ tìm cái chỗ để an cư, có nghĩa là không đi lại được, trở ngại. Cho nên họ tìm cái chỗ họ ở yên. Thế thì giáo đoàn của Đức Phật cũng không ngoài cái thông lệ đó, là đến cái mùa mưa là Phật cũng tìm cái chỗ để cho tăng chúng an cư. Như vậy là ngoại đạo có an cư, chứ không phải là cái an cư này ở trong giáo đoàn của Đức Phật mà ngoại đạo đã có an cư. Lý do an cư là tại sao? Là vì mùa mưa họ không đi hành đạo được, đường xá lầy lội, đi lại nó trắc trở, không có đường giao thông, không có xe cộ như bây giờ. Cho nên cái lý do mà an cư là cái sự đi lại rất là khó khăn. Cho nên tu sĩ của các tôn giáo đều tìm cái chỗ an cư, có nghĩa là ở yên một chỗ, không đi hành đạo trong mùa mưa, đó gọi là an cư. Như vậy là Đức Phật cũng phải tùy duyên, cũng phải theo cái thông lệ của các cái tôn giáo khác, là đến cái mùa mưa giáo đoàn của Đức Phật cũng an cư. Như vậy để chúng ta
xác định rằng cái an cư này ngoại đạo cũng có an cư, mà giáo đoàn của Đức Phật cũng có an cư. Nhưng có cái điểm khác là ngoại đạo an cư mà không có kiết hạ, còn giáo đoàn của Đức Phật, Phật chế định cái pháp an cư kiết hạ riêng của giáo đoàn của Đức Phật mới có cái pháp kiết hạ. Còn ngoài ra thì ngoại đạo an cư, giáo đoàn của Đức Phật cũng an cư. Tôi nói cái khác ở chỗ đó là sao? Bởi vì mình phải hiểu cho nó rõ ràng. Thì mình hiểu không rõ ràng thì nó kiết hạ có nghĩa là hạ là mùa hạ, chữ kiết có nghĩa là giới hạn. Bởi vì mùa hạ 4 tháng mà cái pháp an cư này 3 tháng, như vậy là giới hạn trong cái mùa hạ đó 90 ngày là cái pháp kiết hạ. Chứ nó không trọn cái mùa hạ. Tôi nói lại chỗ đó, Ấn Độ nó có 3 mùa, mỗi mùa 4 tháng, mà riêng cái pháp an cư kiết hạ là chỉ có 90 ngày, tức là 3 tháng. Cho nên chữ kiết có nghĩa là giới hạn trong cái mùa hạ đó 120 ngày, mà mình giới hạn là 90 ngày. Chữ kiết còn có nghĩa là kiết giới trường, an cư mà kiết giới trường. Còn ngoại đạo có an cư mà không kiết giới trường. Thì bây giờ tôi nói cái hình thức giới trường. Giới trường nó cái chia làm hai, đại giới và tiểu giới. Đại giới và tiểu giới. Ví dụ như cái khuôn viên chùa Long Hoa này, bốn phía có tường rào, như vậy kiết giới trường là cái phạm vi của cái chùa Long Hoa này. Nè, một lớp giới trường. Cái giới trường thứ hai tức là rộng ra bên ngoài, rộng ra bên ngoài, có thể lấy hết cái xã Long Trạch này, cái địa giới hành chánh, kiết cái giới trường, cái phạm vi của cái xã này. Nghĩa là tăng chúng khi ra khỏi cái phạm vi của cái xã này là phạm giới. Cái thứ hai, nếu tăng chúng mà ra khỏi cái hàng rào của cái chùa Long Hoa này là phạm giới. Như vậy là kiết giới có hai lớp, đại giới và tiểu giới. Tức thì ngoại đạo không có cái hình thức là kiết giới, chỉ ở yên nó vậy thôi, mua đi không được, kiếm chỗ ở yên vậy. Còn bên giáo đoàn của Đức Phật thì là có cái pháp là kiết giới an cư. Bây giờ cái tiêu chuẩn mà cái giới này, cái an cư kiết hạ này, cái tiêu chuẩn của nó phải có mấy điều kiện.
có mấy điều kiện. Thứ nhất là tăng già phải hòa hợp tác pháp yết ma, hòa hợp. Gần tới mùa an cư thì tăng đoàn ở trong cái trú xứ này, cái địa phương này hợp lại và thống nhất, tức là yết ma, tức là thống nhất chọn cái điểm chùa Long Hoa này là cái điểm an cư kiết hạ. Đó là phải được các vị trưởng lão tăng già tác pháp yết ma. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Cái thứ hai là cái nguồn nước phải tốt. Ví dụ như cái chùa Long Hoa này là cái điểm an cư mà cái nguồn nước ô nhiễm thì tăng chúng họ bệnh hết. Nửa chừng một tháng, tháng rưỡi giải tán cái đường trường hạ này. Cho nên cái tiêu chuẩn thứ hai là nguồn nước phải tốt. Nơi nào nguồn nước bị ô nhiễm, không có nước sinh hoạt là không được an cư. Bởi vì quý vị thấy gạo mình chở chỗ khác đến cái điểm an cư này thì dễ. Bây giờ về với Tiền Giang chở gạo lên đây ăn 3 tháng được. Về Cần Thơ chở gạo lên đây ăn 3 tháng được. Nhưng mà thiếu nước một ngày là không được. Cho nên cái căn bản là nước. Cho nên cái tiêu chuẩn mà đếm an cư kiết hạ là nguồn nước phải tốt. Cái tiêu chuẩn thứ ba là an ninh. Trong luật Đức Phật dạy là phòng xứ nạn xứ tỳ kheo bất cộng trú, có nghĩa là cái chỗ này có giặc cướp là không được an cư. Bởi vì chư tăng đang an cư mà có một trận đánh thì chắc chắn là cái tai hại chết chóc không tránh khỏi. Cái chỗ này là cái chỗ, cái điểm nóng là có giặc cướp, thì chư tăng đang an cư, bọn cướp nó đến, nó giết người, nó cướp của, nó làm hại cái chúng an cư, thì cái trường an cư này cũng giải tan. Cho nên vì vậy mà phòng xứ nạn xứ tỳ kheo bất cộng trú, cái chỗ có giặc có cướp tỳ kheo không được ở. Quý vị thấy Đức Phật rất là kỹ lưỡng, chứ không phải nói như vậy rồi chỗ nào cũng an cư được. Hay là phải có cái tiêu chuẩn an cư. Điểm thứ tư là chính quyền cho phép. Chính quyền phải cho phép. Cái cấp hành chánh ở địa phương đó cho phép. Bởi vì sao? Người ta cho phép, người ta bảo vệ an ninh. Ví dụ như chùa Long Hoa này là cái điểm an cư kiết hạ là chính quyền phải cho phép. Cái thứ năm là giáo hội cho phép. Bởi vì giáo hội lãnh đạo tăng đoàn, cái tổ chức của giáo hội phải cho phép.
thì giáo hội cho phép, thì giáo hội mới cử các vị giáo thọ về cái trường hạ này để giảng dạy cho tăng chúng. Đó nè, như vậy là cái cuối cùng là đường giao thông phải thuận lợi. Bây giờ cái chùa Long Hoa này có cái điểm an cư mà hàng cư sĩ Phật tử muốn đến cái chùa này phải qua cái suối, lội qua cái suối. Trời mưa, nước nó chảy, chết người. Chết người. Cho nên thời của Đức Phật nó xảy ra một cái trường hợp là có cái điểm an cư đó mà hàng cư sĩ tín đồ họ mang thực phẩm đến họ cúng dường, họ phải lội qua cái suối đó, mùa mưa họ chết, chết đuối. Cho nên Phật mới nhắc nhở là cái đường giao thông phải thuận lợi. Nếu là đường bộ thì cũng phải bằng phẳng, đừng có sông, đừng có suối, đừng có đường hiểm trở, cọp beo nó để nó làm hại người cư sĩ. Này có một cái hòn núi, có cái khu rừng, người cư sĩ họ mang lương thực đến họ cúng dường cho trường hạ đó, cọp nó ra nó chụp nó ăn thịt. Đó nè, có cái suối lội ngoan cái suối đó chết đuối. Cho nên giao thông phải cho tốt. Nếu đường sông hay là đường bộ là phải thuận lợi vấn đề đi lại giao thông. Chứ đâu phải là muốn an cư rồi mình an cư. Cái thời của chúng ta đó nó dễ dàng nhiều phương diện lắm, dễ dàng lắm. Từ cái việc giao thông đi lại đó nè, đường xá xe cộ thời của Đức Phật hoàn toàn đi bằng chân không, đường bằng đất không, gồ ghề, chỗ này cao chỗ kia thấp, chỗ nọ suối chỗ nọ gò, đâu có bằng phẳng như chúng ta, đâu có cơ giới. Bây giờ mình nói rằng con đường từ Bình Chánh mà xuống ngã ba Tân Lân thôi, mà trước ngày giải phóng thì quý vị thấy sao? Lỗ hang, đi gập ghềnh, té lên té xuống, giao thông nó không thuận lợi. Dù rằng con đường không dài lắm nhưng mà không thuận lợi thì cái sự sinh hoạt đi lại của quần chúng khó khăn vô cùng. Bây giờ thì đường xá đã tốt, đi lại xe cộ phương tiện đầy đủ. Cho nên tôi nói lại, cái tiêu chuẩn để mà mở cái trường an cư kiết hạ phải có 6 tiêu chuẩn. Thiếu 6 cái đó là không được. Một là tăng già, các vị trưởng lão trong cái địa phương đó phải tác pháp yết ma để chọn cái điểm an cư. Nghĩa là các vị trưởng lão, các vị tôn túc chọn cái điểm, thống nhất cái điểm. Thì sau khi thống nhất cái điểm rồi thì mới bàn đến cái phần thứ hai là an ninh, nguồn nước, giao thông, đó nè, giáo hội, chánh quyền. 5 điểm đó mới được mở cái trường an cư kiết hạ. Rồi bây giờ tôi nói cái phần tiếp theo, đó là kiết giới. Kiết giới an cư. Truyền thống của Bắc Tông và của Nam Tông có khác nhau.
Bắc Tông thì là 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 7 âm lịch là thời gian an cư của Bắc Tông. Nam Tông 16 tháng 6 đến 16 tháng 9 là thời gian đó của Nam Tông. Quý vị xuống với Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, quý vị sẽ thấy là các sư sãi bên Nguyên Thủy là an cư sau Bắc Tông. Như vậy bây giờ thì các sư sãi ở dưới miền Tây Nam Bộ chưa an cư, chưa an cư, mới tháng năm mà, phải là tháng sáu mới an cư, thì ra hạ là tháng chín. Mình an cư tháng tư thì ra hạ tháng bảy, đúng 90 ngày. Thì trước khi tác pháp an cư là chư tăng nhóm họp đúng cái thời gian quy định là sáng 16 tháng 4 phải có mặt điểm danh. Ngày xưa người ta không dùng cái pháp điểm danh, ta làm cái thẻ tre, người ta chẻ ra bằng hai ngón tay như chiếc đũa bếp mình xới cơm vậy đó. Người ta sơn cái thẻ đó trắng, ta phát thẻ, thì phát từ trên Đức Phật hộ pháp cho đến hành giả an cư. Quý Phật cũng an cư, chứ đâu phải mình bỏ Phật không an cư. Cho nên khi mà phát thẻ thì phát Đức Phật một thẻ, hộ pháp một thẻ, rồi hành giả an cư mỗi người một thẻ. Bây giờ thì mình không dùng cái hình thức đó nữa, mà mình dùng cái hình thức là điểm danh. Như vậy là cái vị trưởng chúng họ lập cái danh sách ra, họ điểm danh 1 cho tới 5, 70 có mặt. Thấy không nè, ngày xưa ta không làm đó, mà ta phát cái thẻ an cư. Bây giờ mình điểm danh, mình đâu có điểm danh Đức Phật, mình đâu có điểm danh mấy ông hộ pháp, mình sai cái đó, sai cái đó. Tức là bởi vì Đức Thế Tôn an cư, cuộc đời của Ngài lúc còn sanh thời Ngài an cư, thì bây giờ Ngài còn phải an cư với đại chúng. Mình làm cái đó sơ sót, chỉ có hành giả an cư mà thiếu Đức Phật, các vị hộ pháp còn phải an cư. Thì sau khi mà điểm danh rồi thì đại chúng mới nhóm họp cử ra một cái ban chức sự, phải có cái ban chức sự. Thiền chủ, quá chủ ở nè, hương đăng, tri khố, hành đường, thị giả, thư ký, thủ quỹ, chúng ta bầu ra cái ban, cái đó gọi là chức sự, ban chức sự của Trường Hà đó. Khi thành hình cái ban chức sự rồi, chúng ta đánh kiện, tất cả tập trung lên Đại Hùng Bảo Điện, tụng một thời kinh ngắn để cầu Tam Bảo gia hộ. Thường thường mình tụng Đại Bi, Bát Nhã gì đó để cầu Tam Bảo gia hộ. Xong rồi tác pháp yết ma để mà kiết giới.
Sau khi làm pháp yết ma rồi, thầy cử một vị tỳ kheo tương đối có trình độ. Cái vị này tương đối có trình độ, chứ không có trình độ làm không được. Mới chỉ cái phương hướng của giới trường, đại giới trường, cái điểm nào, cái điểm nào, cái điểm nào, cái điểm nào. Tiểu giới trường, đông tây nam bắc, tức là chỉ phương hướng. Ngày xưa người ta dùng cái cọc, ta sơn trắng, người ta đem người ta cắm. Bây giờ thì cái vị tỳ kheo đó ra giữa đại chúng là nói miệng thôi. Cái gốc đông nam và cái gốc tây nam, gốc đông nam lấy cái bàn hộ pháp, qua cái gốc đông nam lấy cái bàn tiêu diện làm nêu. Gốc tây nam qua cái gốc là tây bắc lấy cái bàn linh làm nêu. Người ta chỉ vậy đại khái. Nhưng mà ngày xưa thì không được, là phải làm cái thẻ sơn trắng cấm đàng hoàng. Đại giới cũng phải cấm, tiểu giới còn phải cấm. Cái vị tỳ kheo này sướng lên phương hướng của đại giới, của tiểu giới. Cho nên đại chúng ta biết rằng cái nào đại giới, cái nào tiểu giới. Cái nào đại giới, cái nào tiểu giới. Bởi vì bây giờ thì giáo hội chúng ta có hai phương án an cư. An cư tập trung và an cư tại tại chỗ. Nói theo cái danh từ ngày xưa, tức là nội thiền và ngoại thiền. Cái chúng an cư ngoại thiền là cái chúng ở tại cái trú xứ này 90 ngày. Ở tại đây 90 ngày, không ra khỏi cái cổng tam quan. À, còn cái chúng mà gọi là ngoại thiền thì ở riêng từng trụ xứ, chùa của họ, tỉnh thất của họ. Và tới cái ngày Bồ Tát, họ tới cái điểm an cư này, họ Bồ Tát rồi họ về, họ không ở tại đây. Cho nên cái giới trường chúng ta kiết là phải kiết rộng ra ngoài cái phạm vi của các vị mà chùa riêng ở ngoài đó. Chứ không, nếu không kiết cái giới trường đó thì họ đi họ phạm sao. Cái giới trường ở trong cái khuôn viên của cái chùa Long Hoa này là khác. Bốn phía có tường. Còn cái giới trường của chùa A, chùa B, ở ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, người ta không tới đây, người ta an cư nội thiền, người ta ở tại trú xứ của người ta, người ta tới người ta Bồ Tát, thì phải kiết cái giới trường đó rộng ra. Rộng ra. Nó có hai trường hợp, nội thiền và ngoại thiền. Cho nên cái vị tỳ kheo này được đại chúng cử để mà nêu cái vị trí của giới trường. À, thì đại chúng đã nghe cái vị tỳ kheo đó nêu lên cái tướng của tiểu giới, cái tướng của đại giới rồi, thì chư tăng mới đồng thuận. Thế nè, sau khi cái vị đó nêu cái giới trường rồi thì người ta mới biểu quyết. Bạch đại đức tăng tỳ kheo A sướng lên bốn phương của giới trường, của đại giới giới trường. Trưởng lão nào có bằng lòng thì im lặng, không bằng lòng thì nói. Tác bạch như vậy có thành không? Tất cả đều nói thành, là chúng ta yết ma một lần của tiểu giới. Vị này sướng lên một lần thứ hai nữa là bốn phương của đại giới. Sướng xong rồi thì biểu quyết. Bạch đại đức tăng tỳ kheo A sướng lên bốn phương của đại giới. Trưởng lão nào bằng lòng thì im lặng, không bằng lòng thì nói. Tác bạch như vậy có thành không? Tất cả đều nói thành,
là kiết giới an cư. Ngoại đạo không làm cái hình hình thức đó, ngoại đạo không có. Cho nên tôi nói là khác hơn của ngoại đạo là trong tăng đoàn của Phật là kiết hạ và an cư. Còn ngoại đạo chỉ có cái hình thức an cư mà không kiết hạ, tức là không có kiết giới trường. Khác nhau ở chỗ đó. Nào, bây giờ sau khi mà kiết giới trường rồi thì bắt đầu vào cái thời khóa tu học, cái thời khóa biểu tu học. Ngoại đạo không có cái thời khóa biểu tu học, mà giáo đoàn của Đức Thế Tôn có cái thời khóa tu tu tập. Cho nên cái mùa an cư, cái thời của Đức Phật rất là mầu nhiệm, linh cảm và đạt kết quả. Trong cái mùa an cư đó có nhiều vị chứng quả A-la-hơn, chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hơn quả. Trong cái mùa an cư đó là các vị đó chứng quả. Bởi vì sao? Ở yên mà phải tu tập. Trong kinh A-hàm có chép lại ngoại đạo an cư, họ đánh cờ, họ đánh lô tô, là này kia khác nọ. Đệ tử của Cồ Đàm Vô Như Thị Sự, tức là đệ tử Đức Cồ Đàm, không làm như vậy, mà người ta tu tập để cầu giải thoát, chứ không phải an cư rồi làm cái chuyện chơi thôi. Trong cái Na Hàm ghi lại rõ ràng, ngoại đạo an cư, đánh cờ, đánh bài, kêu lô tô, đá gà, đá ngựa, vân vân đủ thứ. Nhưng mà đệ tử Cồ Đàm không làm việc đó. Cho nên mình đọc kinh A Hàm rồi mình mới thấy cái sự sinh hoạt giáo đoàn của Đức Phật trong cái thời đó nghiêm khắc, nghiêm khắc lắm. Cho nên vì vậy mà trong cái mùa an cư, 3 tháng an cư, có nhiều vị tỳ kheo chứng quả thánh. Thấy không? À, cho nên sau cái thời gian là kiết giới an cư rồi là đi vào cái nề nếp, tức là thời khóa tu tập. Trong tăng đoàn của Đức Phật có 10 vị đại đệ tử lớn như là Phú Lâu Na, Ma Ha Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Châu Lợi. Các vị này thay Phật để mà truyền đạt cái kinh nghiệm tu hành, thay Đức Phật. Bởi vì các vị đã chứng quả quả thánh, các vị trưởng trưởng lão trong đại chúng. Cho nên cái thời khóa tu tập nhờ các vị tôn túc có chứng được quả thánh, có trình độ thay Đức Phật để mà hướng dẫn cho tăng đoàn về cái phương pháp tu tập như thế nào để được giải thoát, được an lạc. Bây giờ thì giáo hội chúng ta cũng cử các vị giáo họ về các trường hạ để giảng dạy cho tăng ni. Mà thời của Đức Phật thì các vị đó không phải là chuyện bình thường, mà là các vị đều chứng quả A-la-hơn hết. Cho nên các ngài có cái trình độ, có cái khả năng tu tập và có sở chứng sở đắc truyền đạt lại cái kinh nghiệm tu hành đó. Mà sau cái mùa an cư kiết hạ đó có những vị đã chứng quả. Bây giờ mình cũng làm như vậy, nhưng mà không được như thời của Đức Phật. Cũng vị giáo thọ đến dạy cho mình, cũng cái thời khóa tu tập sáng 4 giờ làm cái gì, 6 giờ mình làm cái gì, 8 giờ mình làm cái gì, 10 giờ mình làm cái gì, rồi chỉ tịnh 2 giờ mình làm cái gì,
5 giờ mình làm cái gì, 7 giờ mình làm cái gì, 10 giờ mình làm cái gì. Tức là cái thời khóa tu tập hàng ngày suốt 90 ngày. Đó là đi vào cái thời khóa biểu tu tập. Tính bây giờ cái điều kiện để mà hành giả an cư đó ra khỏi giới trường, cái điều kiện à, như vậy ở đây 90 hành giả an cư. Mà bây giờ cái vị A này muốn ra khỏi giới trường sáng nay thì không phải tự động họ xách gói họ đi bình thường như những ngày bình thường, không được. Mình kiết giới rồi, cái giới trường của mình là ngay cái cổng đó đó, mình không có được ra. Cho nên sáng nay phải quả đường. Quả đường buổi sáng đó là cái vị hành giả này phải tác bạch đại chúng, có duyên sự sinh ra khỏi giới trường, từ giờ này cho đến ngày nào trở về, phải nói rõ. Nhưng mà cái điều kiện ra khỏi giới trường, một là thầy tổ duyên tịch mới được ra, hai là đi khám bệnh, ba là cha mẹ, bốn là chánh quyền. Tức là giấy tờ, cái gì đó chánh quyền cần mời mình là mình tác bạch mình mới được. Đi ăn dỗ không được, đi tới nhà bổn đạo chơi không được. Ngày thường mình muốn đi đâu mình đi, tới nhà bổn đạo thăm chơi, đi ăn dỗ đó nè, nhưng mà an cư là không được. Thầy tổ viên tịch, một cái đại sự lớn, mới được ra khỏi giới trường về thọ tang. Cha mẹ qua đời, được ra khỏi giới trường về thọ tang. Bệnh hoạn cần đi khám bệnh, đi tái khám mới được ra khỏi giới trường. Và chính quyền có yêu cầu chúng ta mới ra khỏi giới trường. Ngoài những cái nhân duyên đó, hành giả không được ra khỏi giới trường. Đấy nè, nó khác. Chứ nếu mà nói an cư mà muốn đi giờ nào đi, muốn làm gì làm, thì an cư là cái pháp an cư nó đâu có giá trị đâu. Quy định 5 cái tiêu chuẩn mà hành giả được ra khỏi giới trường, còn ngoài 5 cái việc đó là không được ra khỏi giới trường. Bây giờ người ta đau, nhưng có những trường hạ ta tổ chức là mỗi nửa tháng có cái đoàn bác sĩ tới đây để khám bệnh cho đại chúng. Đó là cái chuyện bệnh tầm thường. Những cái bệnh nặng ta phải đi bệnh viện. Bây giờ ban chức sự không cho cái hành giả này đi để khám bệnh, để chữa bệnh thì người ta chết thì sao? Những cái bệnh nhẹ thì ở nhà mình có thuốc, có cái đoàn y bác sĩ tới để khám bệnh, ban chức sự ta tổ chức. Tức là hàng tháng hoặc nửa tháng có cái đoàn bác sĩ tới để khám bệnh cho đại chúng, tốt. Đó là trường hợp tôi nói bệnh nhẹ. Nhưng mà bệnh nặng thì không được, phải đi. À, như vậy là cái hành giả an cư này tác bạch là con tỳ kheo AB sinh ra khỏi giới trường sáng hôm nay và chiều ngày hôm nay con trở lại giới trường, lý do đi chữa bệnh. Đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Như vậy là mình được đại chúng cho phép mình ra khỏi giới trường, lý do đi chữa bệnh, đi khám bệnh. Bạch đại chúng, con tỳ kheo A đó sinh ra khỏi giới trường 3 ngày, lý do thầy con viên tịch, thầy tổ con viên tịch, con xin về để thọ tang. Đại chúng chắp tay niệm Phật, mình được ra khỏi trường. Khi trở về giới trường là phải tác bạch, ra cũng tác bạch, vào cũng tác bạch,
Rõ ràng đó là cái lý do mà hành giả ra khỏi giới trường. Em nè, tôi nói lại năm điều kiện mà giới tử, giới hành giả được ra khỏi giới trường. Một là khám bệnh, chữa bệnh, thầy tổ viên tịch, cha mẹ qua đời, đó nè, và yêu cầu của chánh quyền. Ví dụ cái sư cô này đi tu chứ còn ruộng đất ở nhà đó còn, tài sản cha mẹ ở nhà còn, thì cha mẹ mới chia cho các con, thì sư cô đó có phần. Chánh quyền họ mời sư cô đó về để họ làm giấy tờ, sư cô phải về. Phải về. Hay là mình đi tu mà cái hộ khẩu của mình nó còn ở nhà, mình chưa chuyển về chùa được, bữa nay ta đổi cái hộ khẩu, ta mời mình về, mình phải xin phép mình về lo giấy tờ. Đổi giấy chứng minh nhân dân, làm hộ khẩu, vấn đề nhà đất, ruộng vườn là của cha mẹ chia lại cho con, tất cả những cái dính cái gì mà dính líu về chánh quyền là mình được vậy. Thấy không? Chứ còn những cái việc tư riêng là đi cúng tuần, dự trai tăng, ăn dỗ, đi thăm bổn đạo, tuyệt đối không được. Cái đó là đại chúng ta không hứa gà. Năm cái tiêu chuẩn đó. Thế bây giờ nó có hai cái trường hợp gọi là tiền an cư và hậu an cư. Tiền an cư là sao? Ngày 16 tháng 4 là tất cả đại chúng có mặt, và khi đối thú an cư thì mình nói là tiền tam nguyệt hạ an cư. Còn nếu như cái ngày 16 đó mà mình còn bận cái duyên sự gì đó, mình về cái trường hạ chưa kịp, ở miền Trung mình vô chưa kịp, qua 20 tháng 4 mình mới vô, cũng an cư, nhưng mà tác bạch là tiền tam nguyệt hậu an cư. Bởi vì mình trễ là 5 năm ngày gọi là hậu an cư. Còn các hành giả có mặt trong ngày 16 đối thú an cư thì nói là tiền tam nguyệt hạ an cư. Mà sau 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng thôi, cho phép 1 tháng. Như vậy cái hành giả này trễ 1 tháng được phép hạ hậu an cư, mà qua 1 tháng đó là không được hậu an cư. Có một vị tỳ kheo này bệnh phải đi dưỡng bệnh trễ 1 tháng. Lý do bệnh trễ 1 tháng thì sau khi mà xuất viện rồi, sức khỏe bình phục tốt, trở lại xin an cư, thì tác bạch với đại chúng tiền tam ngoạt hậu an cư. Như vậy cái vị này hậu an cư đó thì 16 tháng 7 là tự tứ, thì cái vị hậu an cư này trễ 5 ngày thì phải ở lại trường hạ đó 5 ngày. Cái vị này trễ 10 ngày phải ở lại trường hạ đó 10 ngày mới được tự tứ. À, như vậy là người ta tính đủ 90 ngày. Phải đủ 90 ngày. Nghĩa là vô sớm thì mình ra sớm, mà mình vô trễ 2 ngày thì phải ra trễ 2 ngày, vô trễ 5 ngày phải ra trễ 5 ngày, 1 tháng là phải rằm tháng 8 mới được ra hạ. Đó là cái quy định trong cái giới luật là người hậu an cư trễ mấy ngày là ra hạ cũng phải trễ mấy ngày. Chứ không được bây giờ
Người ta vô là 16 tháng 4, mình vô là 20 tháng 4. Đến cái ngày 16 tháng 7 mình làm lễ tự tứ, mình ra hết. Thì cái người hậu an cư này không được. Ban chức sự phải giữ lại. Phải giữ lại cái vị mà hậu an cư phải giữ lại. 5 ngày sau mới được. À nè, làm lễ tự tứ. Bây giờ tính tuổi hạ, thường thường tức là các vị xuất gia là không có lấy cái năm tháng ở ngoài đời làm cái tuổi, mà lấy cái công quân tu tập, cái mùa an cư kiết hạ đó làm tuổi. Ví dụ cái thầy tỳ kheo này 60 tuổi, tuổi đời đó, nhưng mà đi tu an cư mới có 5 năm, 5 cái mùa an cư, thì cái vị tỳ kheo này được 5 tuổi, có 5 tuổi. Còn cái vị tỳ kheo này là 30 tuổi, nhưng mà thọ giới hồi 20 tuổi, mà an cư 10 năm, thì cái vị này tuổi mới 30 nhưng mà được 10 tuổi đạo, được 10 tuổi. Còn cái vị 60 tuổi mà mới an cư có 5 năm thì có 5 năm tuổi thôi. Như vậy là người tu, người xuất gia theo Phật thì lấy mùa an cư kiết hạ tính tuổi, chứ không tính tuổi theo người đời 12 tháng. Tết cổ truyền là mình được 1 tuổi. Nó khác với người ngoài đời là tính cái mùa an cư mới được tuổi. Thì bây giờ nói vậy, nhưng mà cái tiêu chuẩn để được cái tuổi hạ đó, phải cái tiêu chuẩn nó như thế nào? Cái tiêu chuẩn nó như thế nào? Trong 90 ngày, bắt đầu ngày 16 tháng 4 đến 16 tháng 7, 90 ngày, mà cái hành giả này ở trong giới trường 46 ngày, có duyên sự ra khỏi giới trường 44 ngày, ngày đầu kiết giới đối thú an cư và cái ngày mãn hạ có mặt, được tính 1 tuổi. Chỉ ở trong giới trường 1 ngày, trội hơn 1 ngày, mà hai cái ngày đầu và ngày cuối có mặt được tính 1 tuổi. Cái này bây giờ cái hành giả này có cái duyên sự ra khỏi giới trường 46 ngày, 46 ngày, ở trong giới trường 44 ngày, tức là chỉ cách có 1 ngày thôi. Đầu mùa hạ đối thú an cư và ngày cuối cùng làm lễ tự tứ có mặt, mà cái ngày giờ ở trong giới trường ít hơn cái thời giờ ở ngoài giới trường, không được tính tuổi đạo. Nó chỉ có 1 ngày thôi. Trường hợp thứ hai là cái hành giả này là tăng sai đi hoằng pháp. Thí dụ như tôi kiết giới an cư, nhưng mà tôi là giáo thọ, tôi đi dạy các trường hạ, tăng sai tôi đi làm Phật sự. Tăng sai chứ không phải duyệt cá nhân. Còn tôi đi ra khỏi giới trường vì cái việc cá nhân của tôi, chứ không phải là tăng sai. Tôi là giáo thọ, tôi đi hoằng pháp, tôi đi giảng dạy các trường hạ, tôi ở ngoài giới trường 70 ngày, ở trong giới trường 20 ngày, mà ngày đầu ngày cuối tôi có mặt, được tính tuổi hạ, vì tôi là đi hoằng pháp, chứ không phải việc cá nhân. Còn hành giả đi ra ngoài giới trường mà đi về cá nhân thì người ta tính là ở trong giới trường 46
ở ngoài giới trường 44, hai ngày đầu và cuối của mùa an cư có mặt thì được tính một tuổi, ngược lại ở trong ít hơn ở ngoài không được tuổi. Bây giờ cái trường hợp này nè, cái vị này ở trong giới trường đó là 89 ngày. À, tới cái ngày cuối cùng hết vắng mặt. Ngày đối thú an cư thì có, mà ngày tự tứ không không có, không được tính tuổi tuổi hạ. Ở trong giới trường 80 ngày, 85 ngày, còn có 5 ngày nữa là mãn hạ. Nhưng mà cái ngày mãn hạ đó không không có mặt, không được tính 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 tuổi hạ. Quý vị thấy khó không? Chứ đâu phải chuyện đơn giản. An cư rồi mà tính cái tuổi đạo đó là ta tính nó rõ ràng. Cái vị này vì cái nhân duyên nào đó mà gần đến ngày tự tứ lại không có mặt, mà suốt 85 ngày có mặt, chỉ có mấy cái ngày cuối là không có mặt, không được tính tuổi hạ. Cho nên cái quan trọng là hai cái ngày đối thú an cư, ngày nhập hạ đó và cái ngày mãn hạ phải có mặt. Còn cái khúc giữa này đó thì người ta gia giảm ở trong giới trường nhiều hơn ở ngoài giới giới trường. Và trường hợp là không tính được tính tuổi hạ, ở trong giới trường ít hơn ở ngoài giới trường, hai ngày đối thú an cư và tự tứ có mặt vẫn không được tính tuổi tuổi hạ. Đó là cái cách mà người ta tính tuổi hạ. Bây giờ tứ sự, bây giờ tôi nói tới cái tứ sự. Tứ sự gồm có thuốc men, y phục, phòng xá, lương thực, thức ăn. Bốn cái này ta gọi là tứ sự. Bây giờ mình cuốn trai tăng, mình mua cái khăn lau mặt, cái hộp kem đánh răng, cái khăn cục xà bông gói vô cái hộp, mình nói tứ sự không không đúng. Lạm dụng, cái đó gọi là lạm dụng. Thế nè, tôi nói lại, tứ sự gồm có phòng xá là một, thuốc men là hai, y phục là ba, và lương thực thức ăn là bốn. Bốn cái này ta gọi là tứ sự. Thế như vậy trong cái mùa an cư đó là đàn Việt, người cư sĩ họ cúng dường về vật chất để cho hành giả an cư an tâm để tu học trong ba tháng. Thì như vậy họ cúng cái gì? Họ cúng thuốc men, họ cúng lương thực, họ cúng y phục, chứ phòng xá thì không có. Phòng xá là của Tam Bảo, của Tam Bảo. Cái chùa Long Hoa này tổ chức cái điểm an cư kiết hạ thì là phòng xá cơ sở vật chất đã có rồi, đã có rồi mới an cư được. Như vậy cơ sở vật chất để an cư thì phải có chánh điện là một, cái chánh điện là một. Ở này trai đường là hai, giảng đường là ba, tăng xá là bốn, nhà trù là năm, nhà vệ sinh là sáu. Cái điểm an cư đó là các vị trưởng lão phải xem xét cái vị trí này an cư là phải sáu
điều kiện nó phải cho đủ. Bây giờ đại chúng đi tụng niệm thì ở đâu? Lên chánh chánh điện, phải có chánh điện. Bố Tát thì ở đâu? Lên chánh điện. Rồi đại chúng đi thọ trai ở đâu? Ở trai đường, phải có cái trai đường. Chứ không thể lên chánh điện là ăn cơm, mình làm nó sai hết không được. Rồi bây giờ đại chúng đi học tập thì có cái giảng đường không đem xuống dưới nhà bếp dạy, đúng không nè? Bây giờ tập trung đại chúng xuống dưới nhà bếp đi học, làm sao học được? Phải có giảng đường, giảng đường để thuyết pháp, trái đường để ăn cơm, chánh điện để Bố Tát tụng kinh. Phải có nhà trù, tức là cái chỗ bếp núc. Mà tôi nói cho quý vị hiểu cái chỗ này, cái chánh điện không ngại hơn cái nhà bếp. Cái chánh điện không ngại hơn cái nhà bếp. Bởi vì sao? Cái chánh điện chỉ sử dụng một việc duy nhất là lễ bái tụng niệm. Còn cái nhà bếp của chúng ta đó, nó rắc rối lắm. Nếu như cái bếp mà cái người phục vụ vô đó họ nấu mà họ chịu không nổi cũng thất bại. Cái lò đó, mình thiết kế cái lò mà cái người mà họ vô họ chụm mà họ hết chịu nổi, mặt mày rồi. Tôi có đi một cái chùa, mấy Phật tử nói với tôi thế này: thầy con á xây một cái lò, mà hễ tụi con mà vô cái lò đó chụm đó thì khỏi thoa son đánh phấn, mặt mày đứa nào cũng đỏ như thoa son hết, là mình biết là nấu không nổi rồi. Cho nên cái thợ mà thiết kế cái lò nấu tập thể không phải đơn giản đâu. Cái lò mà nấu tập thể không đơn giản đâu. Gia đình mình nấu một hai người ăn nó khác, mà cái trường hạ, cái chùa 90, 100, 200 mà thiết kế cái lò để mà chụm mà nấu, nguy hiểm vô cùng, khó khăn. Cái thứ hai nữa, ăn mà mất vệ sinh ăn không được. Cho nên phải hợp vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, cái người phục vụ thoải mái thì cái nhà trù của chúng ta mới đạt yêu cầu. Chánh điện đơn giản, chỉ lên chánh điện đó mình lại không thôi, tụng kinh mình xuống thôi. Còn cái nhà bếp của chúng ta nhiều chuyện. Cho nên tôi nói như vậy để mai mốt rồi quý vị có chùa riêng làm trụ trì, phải coi chừng cái bếp. Phải tổ chức rằng 1-2 ngàn người tu tập, phải không nè? Không giải quyết được vấn đề. Mình chỉ giải quyết cái mặt đi vào, không giải quyết cái chuyện đi ra là thất bại. Cho nên tôi nói cái trụ xứ an cư, chánh điện, trái đường, giảng đường, tăng xá là chỗ tăng chú nghỉ ngơi, nhà trù và cầu vệ sinh, 6 cái này phải cho đạt yêu cầu. Phải đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu là trường hạ sẽ thất bại. Thế thì người Đàn Việt họ đem họ cúng dường cho trường hạ, ngoài cái phòng xá cơ sở vật chất ra thì họ cúng như là thuốc men, như là y phục, như là thức ăn. Thì thức ăn này nó có nhiều chuyện: gạo, nếp, đường, bột ngọt, rau quả, muối, dầu. Chúng ta nói chung á, thức ăn rồi đó. Và cuối cùng là tiền đó nè. Như vậy ban chức sự
là có thủ kho, có hành đường, có trị nhật, đó nè, là ban bệ của cái trường hạ đó, ta phục vụ cho hành giả an cư 90 ngày. Tức là có thể rằng trong 90 ngày đó người ta giải quyết toàn bộ thực phẩm này hết, chỉ còn lại gạo. Sau mùa an cư rồi, chúng ta còn lại 1 tấn gạo. Còn lại 1 tấn gạo, la ghim, đường, bột, tất cả cái đó chúng ta giải quyết hết, chúng ta còn dư là 1 tấn gạo. Vì tấn gạo chúng ta làm cách sao? Đây là của tăng chúng, không được lấy tấn gạo này cho người nghèo. À, đặc biệt chưa? Tại vì chùa còn dư tấn gạo, nhưng mà tấn gạo này là của tăng chúng chứ không phải là của chùa, cho nên chùa không được đem cái tấn gạo này cho người nghèo mà chia cho đại chúng. Xớt ra chia người 5 lít 5 lít, chia hết. Rồi vị nào không nhận thì cúng dường lại cho chùa, chùa đem cho đồng bào nghèo, chứ không được chở tấn gạo của tăng chúng đem cho đồng bào nghèo, là cái chuyện đó sai. Sai. Tôi nói lại chỗ đó. Sau mùa an cư còn dư 1 tấn gạo, thì tấn gạo này không được đem cho đồng bào nghèo gọi là cứu trợ, mà chia đều cho tăng chúng, mỗi người 5 lít chia đều. Rồi trong 90 người này có 80 người không nhận, họ nói thôi con cúng dường lại. Thì sau khi mà 80 người này cúng dường thì nhà chùa mới được đem cái số gạo này cho đồng bào nghèo. Còn 10 người nhận thì 10 người đó nhận đi về. Bây giờ tiền, bây giờ chia tiền nè, tiền nó hơi khó một chút. Tiền chia khác gạo. Bởi vì chúng ta đến an cư cái trú xứ này là hư hao của chùa, phải có hư hao của chùa, cho nên cái số tiền này á còn dư lại 10 triệu, phải chia làm 3. 10 triệu này phải chia làm 3, chứ không phải lấy 10 triệu này chia cho đại chúng chia đều như gạo. Không phải, một phần để lại tam bảo, một phần để lại cho tam bảo. Mình đến đây mình ăn cứ thì cơ sở vật chất này nó hao mòn, mình phải bù đắp chứ, phải không? À, như vậy là 3 triệu 3 để lại cho tam bảo, để lại cho tam bảo. Một phần 3 cúng dường cho giáo thọ, 1/3 chia cho chúng tăng. Như vậy là mình để lại 1/3 số tiền của trường hạ đó để tu bổ chén bát nồi niêu chiếu lớ, tất cả mọi việc của chùa trong mùa an cư đó. Chúng ta trích lại 1/3 số tiền của trường hạ đó để lại cho tam bảo, chứ không phải chia hết cho chúng. Thế thì còn 1/3 nữa để cúng dường cho giáo thọ. Người ta đến đây người ta dạy mình, mình cúng dường, bồi dưỡng, thuốc men, vấn đề đi lại, xăng dầu cho giáo thọ đến dạy trường hà này. Và còn lại 1/3 chia cho chúng tăng. Đó nè, tới bây giờ chúng tăng đó, hành giả an cư đó, có người nhận, có người họ không nhận. Họ cúng dường là tam bảo thì tam bảo nhận. Trong 90 hành giả đó mà 40 người họ nhận, còn 50 người họ không nhận. Họ nói thôi cái số tiền của đại chúng chia cho con đó, con cúng dường lại tam bảo thì cái số tiền đó tam bảo nhận. Còn hành giả nào nhận cái số tiền của đại chúng chia thì nhận.
rõ ràng. Cho nên tiền khác gạo là vậy. Gạo là chia đều, và tiền là chia làm ba phần. Chứ đâu phải 10 triệu này chia cho đại chúng hết đâu, không có. Rồi đến cái cuối cùng đó là tự tứ. Mười sáu tháng bảy làm lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là tự mình đem cái ý nguyện của mình trình bày cho các vị trưởng lão biết cái ý nguyện của mình. Ví dụ, tôi ví dụ nè, trong cái mùa an cư này, vị tỳ kheo A đó nghi tỳ kheo B đó ăn cắp một cây viết, cái đồng hồ gì đó, nghi thôi, nhưng mà không dám nói ra. Bởi khi mình nói ra đó là động chúng, là để cho nó yên mà an cư, ta không muốn động chúng, ta không nói ra cái đó. Thì hôm nay cái giờ tự tứ đó mình mới trình bày cho các vị trưởng lão là trong mùa an cư này con có nghi thầy tỳ kheo B đó ăn cắp của con cái đồng hồ, mình nói ra. Hay là mình phạm cái quy luật của trường hạ là mình ăn phi thời mấy lần, mình trình bày ra đó nè. Cho nên có tội, nghi có tội cũng phải phát lồ sám hối. Cho nên cái pháp tự tứ của nhà thiền, của nhà Phật rất là mầu nhiệm. Bởi vì ba tháng thanh tịnh để an cư, ba tháng thanh tịnh để an cư. Bây giờ có lỗi lầm gì ta phát lồ ta sám hối hết. Như vậy đại chúng đã thanh tịnh thì tốt, mà người nào không thanh tịnh thì giờ phút làm lễ tự tứ này họ phát lồ, họ sám hối, họ hết tội. Quý vị thấy hay không? Như vậy tăng là gì? Tăng là hòa hợp. Mà suốt mùa an cư là đại chúng đã hòa hợp rồi, chỉ còn một cái nhỏ là nghi ngờ hoặc phạm cái điều luật gì đó trong trường hạ, thì cái giờ phút này phát lồ sám hối là hoàn toàn đại chúng không ai có tội hết, hoàn toàn tốt hết, thanh tịnh hết, đấy gọi là tăng. À, sau cái giờ tự tứ đó thì trong luật ta quy định thế này: sáng mình ra ngoài mặt trời đó, ngoài sân đó, mình đưa cái bàn tay ra mà thấy chỉ lòng bàn tay thì bắt đầu là tác pháp tự tứ, cho tới cây kim đồng hồ nó đứng thẳng 12 giờ là chánh giờ ngọ. Cái này nghĩa là hồi xưa không có đồng hồ, ngày quy định là ra ngoài sân nó dòm cái bàn tay, thấy cái chỉ bàn tay rõ là bắt đầu tác pháp tự tứ. Hai vị tỳ kheo trưởng lão đó nè, đối thú an cư ban đầu ngày 16 tháng 4, hai vị trưởng lão này đối thú an cư, thì cái giờ hai vị trưởng lão này cũng ngồi hai cái bàn hai bên, đại chúng lần lượt ba người ra tác bạch. Bạch Đại Đức Tăng, hôm nay ngày chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Đấy nè, ngày hôm nay là cả đại chúng này tự tứ thì mình là cũng tự tứ.
Đại đức thấy con có tội, nghi con có tội và chỉ dạy cho con sám hối. Như vậy là mình chấp nhận cái ngày hôm nay, cái giờ này là cái giờ tự tứ, là bày tỏ cái tâm nguyện của mình cho các vị trưởng lão biết là tốt hay xấu, còn lỗi lầm gì xin nói hết. Như vậy ở ngoài đời cái pháp này ta gọi là tự phê và tha phê. Nhà Phật làm trước, xã hội ta dùng cái hình thức là tự phê, là tự mình phê bình lấy mình, là mình bày tỏ, mình sám hối. Mà nếu như mình che giấu thì các vị trưởng lão này thấy mình có lỗi, dạy mình, cử tội mình sám hối là hết tội. Như vậy cái phương pháp của nhà Phật đã chế 2000 mấy trăm năm có giá trị tuyệt đối, tự phê và tha phê. Như vậy trên đời này ai làm được hai cái điều đó là tốt nhất. Mình có lỗi, mình tự mình phát lộ, nhận cái khuyết điểm đó là tự phê, mình không giấu. Có là mình, con nghi cái thầy đó ở gần bên cái đơn con, ngày thầy đó ăn cắp cái đồng hồ, con nghi. Nghi thôi mà bắt chưa được. Thấy nè, cái vị B đó, các vị trưởng lão hỏi có lấy cái đồng hồ của ông tỳ kheo A đó không? Nói dạ thưa không, con không có. Như vậy nghi người ta, thì bây giờ sám hối. Hoặc giả là mình che giấu mà các vị trưởng lão thấy cái lỗi của mình, chỉ cái lỗi của mình cũng nhận, mình sám hối. Tức là người khác phê bình gọi là tha phê, mà tự mình phê bình lấy mình là tự phê. Như vậy cái pháp tự tứ là phê bình, tự phê bình hết tội rồi. Đại chúng tăng chúng không ai có lỗi lầm, không ai còn tội lỗi với thanh tịnh hết rồi, thì đàn việc dọn pháp Du Lan bồn để cúng cúng dường. Cho nên đây gọi là thanh tịnh tăng, thì dự cái pháp trai tăng này để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, cho các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, nguồn tử mới có giá trị, mới có hiệu quả. Vì tăng đã thanh thanh tịnh thì cái pháp cúng cúng dường này sau cái giờ tự tứ thì tín thí đàn na họ dọn cơm canh quả phẩm cúng dường trai tăng, thì chư tăng thọ nạp cái sự cúng dường này mà tăng đã thanh tịnh rồi, cho nên sự cúng dường này là có phần công đức lớn. Quý vị thấy chứ không phải mà thỉnh chư tăng mà không thanh tịnh thì cái sự cúng dường đó không có phước báo, mà phải thỉnh chư tăng thanh tịnh cúng dường cái mùa Du Lan báo hiếu thì cái công đức đó mới được kết quả tốt. Như vậy qua cái mùa an cư kiết hạ, quý vị thấy là mỗi hành giả nỗ lực tu tập theo cái thời khóa của ban chức sự đã ấn định, và cuối cùng đến cái giờ tự tứ là tự phát lồ sám hối. Hoặc giả là các vị trưởng lão nêu cái tội của mình cũng chấp nhận để sám hối, thì như vậy là cái mùa an cư đó, cái vị hành giả đó được một tuổi đạo là xứng đáng. Xứng đáng quý giá là ở cái chỗ là thanh tịnh, cho nên cái tuổi hạ của mình mới có hiệu quả, mới có giá trị. Rồi tôi trình bày hết an cư kiết hạ để quý vị nghe. Thì mùa an cư kiết hạ là cái truyền thống của đạo Phật. Đức Phật ngày xưa ngài cùng với đại chúng cũng an cư, ngài không bỏ một mùa hạ nào, để cho chúng ta thấy rằng cái phong tục, cái tập quán của Ấn Độ là đến mùa mưa phải tìm cái chỗ để ở ẩn, đừng có dẫm đạp lên côn trùng sanh sôi nảy nở, cỏ cây đó là đâm chồi nảy lộc, mà chúng ta đi chúng ta dẫm đạp ở ngoài đường tổn phước. Cho nên vì vậy mà
Đức Phật chế định cái pháp an cư để hạn chế sự đi lại và sự hành đạo của mình. Trong một năm đó, 9 tháng mình phục vụ cho Phật tử, cho quần chúng, cho giáo hội. Bây giờ 3 tháng để lại mình thúc liễm, để là trao dồi giới đức tu hành trong 3 tháng an cư để mình được một tuổi. Nếu không an cư là người tu hành nó không được tuổi nào. Cho nên Phật tử có vị thầy của mình, à, mỗi năm thầy mình đi an cư, khi mà mãn hạ rồi thầy mình về chùa, Phật tử mừng lắm. Cái tâm lý Phật tử mừng lắm, mới gom góp lại làm cái lễ khánh tuế mừng thầy thêm một tuổi đạo. Phải không? Là vì cái công quân tu tập của thầy mình suốt 90 ngày. Suốt 90 ngày, cái công đức lớn lắm. Cho nên mình mới là họp hết bổn đạo lại, chị em Phật tử lại, làm cái lễ khánh tuế mừng thầy mình năm nay thêm một tuổi đạo. Còn cái tuổi thế gian thì cứ 12 tháng được tuổi, có tu hành gì đâu, ngồi không cũng được tuổi nữa, đó nè. Nhưng mà cái tuổi của người tu là phải tu hành mới được tuổi. Ví dụ như cái mùa bình thường tôi đi hoằng pháp ít hơn cái mùa hạ. Mùa hạ nè tôi đi hoằng pháp gấp đôi, đó nè. Tức là đi Hà Nội, đi Nghệ An, Hà Tịnh, đi Quảng Ngãi, đi Tiền Giang, đi Long An. Đầu tháng này tôi về trường hạ của Kim Cang tôi giảng. Như vậy cái mùa hạ tôi đi hoằng pháp gấp đôi là, thì cái công đức của hành giả an cư, cả thầy cả trò, cả hành giả cả giáo họ đều tập trung vào cái mùa an cư này thì công đức lớn lắm. Cho nên sau an cư rồi, đệ tử tôi làm cái lễ khánh tuế nó mừng tôi một tuổi đạo, tôi thấy tôi sung sướng lắm, xứng đáng lắm. Và mình có đóng góp, mình làm cái việc cho Phật pháp, mình đóng góp cho giáo hội một cái gì, cái công suất của mình thấy mình mừng lắm, mình vui. Mà bổn đạo đệ tử mình cũng mừng thầy mình. Chứ tới mùa an cư thầy ở nhà nằm đắp chiếu dọc ngủ, không có tu hành gì hết, thì bổn đạo sao buồn. Thầy mình là biến quá, ta đi an cư mà thầy ở nhà thì coi truyền hình không, không có an cư, đúng không? Mà thầy mình an cư bổn đạo mừng. Thôi thì ráng an cư, Phật an cư mình cũng an cư. Mà trong đạo Phật thì an cư kiết hạ, còn ngoại đạo chỉ an cư không mà không có kiết hạ, tức là không có kiết giới an cư. Tôi hết dạ. 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 Tôi hết dạ.